Chúng ta đã biết đến rất nhiều cái lễ hội nổi tiếng thế giới, khi thì truyền thống, khi thì kỳ lạ và độc đáo do có liên quan đến những nghi thức và tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên có lẽ nhiều người sẽ phải thốt lên kỳ lạ khi chứng kiến một sự kiện bốc mùi như tại Ấn Độ. Bốc mùi theo đúng nghĩa đen bởi thứ được sử dụng trong lễ hội này chính là phân bò. Người dân tại ngôi làng ở Ấn Độ vừa trải qua một cuối tuần khó quên khi tham gia lễ hội ném phân bò nhằm đánh dấu sự kết thúc của Diwali, lễ hội ánh sáng lâu đời nhất quan trọng trong văn hóa Ấn Độ. Nhiều người cho rằng sự kiện này có rất nhiều nét tương đồng với lễ hội ném cà chua La Tomatina của Tây Ban Nha. Có nhiều thứ họ ném là phân bò. Hãy tưởng tượng bạn và những người cùng tham gia đắm mình trong một bãi phân bò và hưởng trọn vẹn những cú phân ném vào người thì như thế nào. Chắc hẳn sẽ nhiều người không chịu nổi đâu, nhưng với dân làng địa phương nơi đây thì đây là một sự kiện truyền thống. Vì với họ, phân bò mang ý nghĩa tôn giáo là phương pháp trị rất nhiều loại bệnh. Lễ hội ném phân bò của người dân làng Gumatapura ở phía nam Ấn Độ được gọi là Gore Haba. Gore Haba bắt đầu bằng việc thu gom đạn dược, chính là phân bò, vào buổi chiều từ những trại nuôi trong làng. Phân bò được đưa đến các ngôi đền trên những chiếc xe máy kéo, sau đó được một thầy tu làm lễ ban phước. Sau khi hoàn tất phần lễ, phân bò được đổ dồn vào một khu đất trống và những người đàn ông trong làng sẽ cùng nhau bước vào chuẩn bị cho nghi lễ ném phân bò. Nhiều người ở khắp nơi trên Ấn Độ hàng năm vẫn đổ xô đến làng Gumatapura để dự lễ hội ném phân bò vì cho rằng đây là hoạt động vừa thú vị, vừa có thể đem lại lợi ích cho sức khỏe. Bây giờ có nhiều loại dịch bệnh, virus, nguy hiểm. Mọi người ở đây đều tin rằng chúng tôi sẽ an toàn nhờ có phân bò. Thậm chí nếu có bệnh thì cũng sẽ được chữa khỏi. Những người từ các địa phương khác như Bangalore, Mysuru cũng đến đây tham dự. Ai cũng mong sẽ khỏi bệnh. Cho đến bây giờ thì chẳng có ai gặp vấn đề gì khi vui chơi cùng với phân bò cả. Những người theo đạo Hindu tin rằng bò và mọi thứ từ loài vật này đều linh thiêng và có tác dụng tẩy uế nhà cửa. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người cũng theo đạo Hindu, đã thúc đẩy bảo vệ loài vật này. Nhiều bang ở Ấn Độ từ lâu đã cấm giết mổ bò để lấy thịt. Nhiều tháng trước, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Ấn Độ, nhiều người dân nước này đã tìm đến phân bò như một biện pháp trị bệnh hiệu quả. Họ bôi phân bò lên người để bảo vệ khỏi virus. Ấn Độ cũng đang tìm cách khuyến khích sản xuất kem đánh răng, dầu gội và thuốc muỗi từ chất thải của bò. Vâng, thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang trong những ngày trở lạnh, thời tiết hanh khô gây khó chịu đối với những người mắc các bệnh lý về hô hấp, đặc biệt là về mũi, về xoang. Ngoài những cái bệnh như là viêm xoang hay viêm mũi dị ứng thì căn bệnh nguy hiểm hơn là biến chứng từ hai bệnh lý đó, đó chính là polyp mũi. Vâng, và polyp mũi chính là một dạng u lành rất thường gặp, có thể đơn thuần ở hốc mũi hoặc có thể là ở trong các xoang mặt hay là cả xoang và mũi. Polyp mũi thường ít gây ra những triệu chứng, nhưng mà polyp lớn thì có thể cản trở đường hô hấp, làm cho bệnh nhân khó thở và giảm khứu giác. Ngoài ra thì chúng còn có thể gây đau nhức, âm ỉ và ngáy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân của cái căn bệnh này là thường đến từ một số căn bệnh phổ biến như là hen suyễn nè, viêm xoang dị ứng, viêm xoang mãn tính. Bệnh polyp mũi có thể xảy ra với tất cả mọi người, nhưng thường gặp nhiều ở người trên 40 tuổi và ở trẻ em bị các bệnh như là hen phế quản, viêm xoang mãn, sổ mũi và xơ nang phổi đó. Vâng, và triệu chứng cụ thể của căn bệnh này là gì và làm như thế nào để có thể phòng ngừa được căn bệnh này? Xin mời quý vị hãy đến với những chia sẻ cụ thể ngay sau đây. Các triệu chứng của bệnh polyp mũi bao gồm nghẹt mũi kéo dài, sổ mũi thường xuyên chảy máu cam, giảm hoặc mất khứu giác, mất vị giác, đau nhức mặt hoặc nhức đầu, đau vùng răng hàm trên, cảm giác đè nặng trên mặt và trán, ngáy to, ngáy nhiều, nhức đầu âm ỉ, viêm đa xoang mãn tính. Để phòng ngừa bệnh polyp mũi, bạn cần thực hiện các biện pháp như sau: kiểm soát các bệnh hen phế quản và dị ứng, tránh xa môi trường có các chất gây kích thích mũi, các chất có khả năng gây viêm hoặc kích ứng mũi và xoang như khói thuốc, bụi. Vệ sinh tay thường xuyên bằng xà phòng để tránh lây nhiễm vi khuẩn hoặc virus gây viêm mũi và xoang. Dùng nước muối sinh lý để vệ sinh mũi và xoang hàng ngày. Nước muối có thể giúp giảm viêm trong mũi cũng như làm khô chất nhầy đang gây nghẹt mũi. Muối còn giúp làm chậm quá trình sản sinh chất gây viêm adiponectin trong cơ thể. Bạn cũng cần tăng cường hệ miễn dịch bằng chế độ sinh hoạt lành mạnh như ngủ đủ giấc, áp dụng chế độ ăn cân bằng và tập thể dục thường xuyên. Dựa trên mức độ polyp và tình trạng sức khỏe toàn thân của bệnh nhân, bác sĩ sẽ tư vấn lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất.
Các biện pháp được sử dụng hiện nay là điều trị polyp mũi được chia thành hai loại chính: điều trị nội khoa sử dụng thuốc và điều trị ngoại khoa khi quá trình áp dụng phương pháp nội khoa chưa hiệu quả. Bác sĩ có phải dùng phẫu thuật để cắt bỏ polyp mũi thưa quý vị? Vâng, và quý vị cũng cần phải lưu ý đó là bệnh polyp mũi ngay cả khi được điều trị triệt để thì vẫn thường có khả năng cao tái phát lại. Vì thế mà quý vị hay là người thân nếu mắc phải căn bệnh này thì cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe thường xuyên và khám định kỳ để có được hiệu quả tốt nhất. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục với phần tiểu mục blog du lịch với phần trình bày của biên tập viên Việt Cường. Không biết là sau những ngày nới lỏng giãn cách vừa qua, quý vị đã có kế hoạch đi chơi hay du lịch ở đâu? Nhiều người trong chúng ta sẽ có lựa chọn những chuyến đi chơi gần trong thành phố, hay có những người thì sẽ đi ra ngoại ô để tận hưởng bầu không khí trong lành, tìm kiếm những điểm vui chơi mới mẻ. Thế nhưng với nhiều bạn trẻ ở Sài Gòn, họ lại chọn cho mình một thú vui giản dị đó là đạp xe xung quanh thành phố. Có lẽ sau một thời gian dài giãn cách cũng như cụm toàn thành phố kiên cường chống dịch, thì những người trẻ này họ lại yêu thêm quê hương, yêu thành phố của mình hơn. Và việc được ngắm mình thành phố cũng là những người bạn thân của chính mình để cách họ thể hiện tình yêu của mình với Sài Gòn thân thương. Và cũng là vì nhu cầu rất đông giới trẻ muốn đạp xe, tham quan thành phố, ngắm cảnh mà nhiều tiệm cho thuê xe đạp, chủ cửa hàng cho biết họ phải liên tục nhập xe mới để phục vụ nhu cầu của các khách hàng. Vậy môn thể thao này có điều gì thú vị, vừa rèn luyện được sức khỏe, vừa ngắm nhìn được cảnh đẹp của thành phố? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây nha! Sau giãn cách xã hội, giới trẻ Sài Gòn thích thú với môn thể thao đạp xe quanh thành phố. Nhiều tiệm cho thuê xe đạp, chủ cửa hàng cho biết họ phải liên tục nhập xe mới để phục vụ cho nhu cầu của khách. Và có nơi, lượng khách đặt xe đến quá tải, có lúc còn không đủ đáp ứng nên đành phải hẹn khách vào dịp sau. Tôi nghĩ cũng đơn giản là cái thời gian mà họ phải, rất là nhiều người họ phải ở trong nhà khá lâu đó. Thì bây giờ họ sẽ có nhu cầu là đi ra ngoài để tập thể dục. Mà thật sự là cái tâm lý mà họ đi vô cái phòng gym đó, họ cũng khá là lo. Mặc dù phòng gym được mở cửa trở lại rồi, nên là chạy bộ thì nhiều người lại thật sự là không thích hợp với họ. Tại vì ai cũng không phải ai cũng chịu được cái sự mà vất vả của việc chạy bộ đó. Trong khi đi xe đạp thì mình có thể đi được cái quãng đường xa, rồi đi với bạn bè, rồi hóng gió buổi chiều á, thành ra là cái số người thuê xe đạp nó tăng lên là lý do là như vậy. Tại điểm thuê trên đường Trường Sa, quận 3, cửa hàng nằm sẵn trên cung đường quen thuộc cho người yêu thích đạp xe. Ngoài ra, các bạn nhân viên ở quán đều là hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng công việc trong đợt dịch, có kinh nghiệm dẫn tour xe đạp lâu năm, nên khách khi thuê xe sẽ được hướng dẫn tận tình cách đạp sao cho an toàn và đảm bảo thể lực nhất. Trước nhu cầu tăng gấp 2 đến 3 lần ngày thường, cao điểm vào những ngày cuối tuần, các bạn trẻ muốn thuê được xe đạp nên đặt trước để lựa chọn loại xe phù hợp và khung giờ yêu thích để ngắm Sài Gòn một cách chậm lại. Tại vì mình thấy người dân ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều đạp xe khá là nhiều á, nhưng mà để mà trả cho chi phí một chiếc xe thì khá là lớn. Nhưng mình sẽ chọn thuê xe đạp để đạp thì nó sẽ kinh tế hơn và lợi sức khỏe hơn. Ghi nhận tại một điểm thuê xe khác trên đường Trần Nhật Duật, quận 1, cũng nườm nượp bạn trẻ lần đầu thuê xe đạp đi theo giờ. Nhiều vị khách cho biết đây là lựa chọn giúp họ giải stress và tiết kiệm chi phí để thử môn thể thao mới. Không chỉ riêng mình đâu, mình nghĩ tất cả mọi người thì cũng muốn sau khi được ra ngoài, mình sẽ muốn được đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, hoặc là đi hưởng cái hít cái không khí bên ngoài ấy. Nhưng mà mình muốn là vừa có cái đi xe máy không thì nó cũng không có ý nghĩa đối với mình hết. Mình muốn vừa vận động vừa xả stress sau những ngày ở nhà. Minh đạp xe quanh thành phố còn là cách để họ rèn luyện về mặt sức khỏe nè, tiếp thêm năng lượng để trở lại nhịp sống làm việc hối hả. Tuy nhiên bên cạnh đó quý vị cũng nên nhớ là hãy luôn thực hiện nguyên tắc 5K để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình của mình nha.